view đẹp không? Đẹp luôn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cọn nhé. Lâu lắm rồi anh em mình gặp nhau nhỉ. Hôm nay anh em bạn mình đang ở sân bay nhé. Đang ra chuẩn bị đi bay anh em hôm nay bay nhé anh em nhé. Thì bay đâu nhỉ? Hôm nay mình sẽ bay ra gọi là Đà Nẵng anh em ạ. Thì lâu lắm rồi giờ mình có dịp vào Đà Nẵng chơi anh em ạ. Đấy, thì anh em nghe mình tâm sự nhá, thì chuyến bay này cũng là một chuyến bay rất là ý nghĩa mình. Tức là lâu lắm rồi mình cũng chưa vào Đà Nẵng ấy. Thì ra là giờ mình cũng muốn vào xem như nào ấy. Mà cũng thứ hai là mình chuẩn bị như lời hứa với các bạn ấy là mình chuẩn bị compact em ạ. Thế là cái vào đấy có công việc từ trước để thời gian mình sẽ tới sẽ compact với các bạn nhé. Đấy thì anh em đón chờ ủng hộ mình lại nhá. Cỏ rất là nhớ anh em. Sau thời gian vừa rồi thật sự là xin lỗi các bạn là vì mình phải làm nhiều thứ nó gọi là công việc riêng ấy, thành ra là chưa ra video được các bạn được. Từ hôm nay mình sẽ các bạn đã quay trở lại với anh em rồi nhá. Đấy, sân bay tới bây giờ là khoảng 9 giờ tối các bạn, rất là đông, 7-8 giờ tối, 8 giờ tối, anh em rất là vắng, vắng tanh luôn. Đấy. Thì giờ mình sẽ ở đây nhá, chờ đến giờ check in sân bay nhé. Ok. Như anh em có thể thấy nhá, bây giờ đang là đêm bay anh em ạ, nhưng mà rất là đông người bay luôn. Đông cũng khủng luôn luôn. Đêm ấy, đêm bay đấy, đông cũng như là ngày bay ở nhà anh em. Đông quá. Không linh đâu. Không linh. Thảo ơi. 2 hours later. Mình vừa đánh thôi anh em ạ. Thì anh em mình áo ấy trưởng luôn. Nó ấy lần lần trước ấy mình đi bay ấy thì Sài Gòn đúng không, thì lần đấy mình đặt mình nhầm vé rồi đi lần về đúng không, lần này đi chơi đi Đà Nẵng ấy thì mình lại đặt lần vé anh em ạ, là mình lại đặt nhầm vé vào, anh em biết đây là gì không, như này chữ này, đây là hiện tại đây là Cam Ranh nha anh em nhá. Tại mình đang ở sân bay Cam Ranh thì đúng nghĩa việc là mình đang ở Nha Trang anh em ạ. Được lú chạy cho bé vào Nha Trang, vừa ngủ thức xong hạ cánh phát thì đến Nha Trang. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hai. Ok, giờ thôi, đã mất công đến rồi thì quẩy luôn. Thì thật sự đây là lần đầu tiên mình đến Nha Trang luôn anh em ạ. Và hôm nay đã mất công đến Nha Trang rồi thì khô máu luôn anh em nhé, hết mình luôn. Ok, chẳng mấy khi mà anh em, chẳng mấy khi mình nhầm mà. Thì hiện giờ cũng khá muộn đấy, cũng khoảng 12 giờ đêm rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ bắt taxi vì mình thuê khách sạn anh ạ, mình sẽ về khách sạn mình nghỉ ngơi nhé. Ok. Đây, giờ bắt taxi nhé. Mình từ sân bay đến khách sạn khoảng 30 cây. Không anh cứ đi thì em đang quay vlog mà. Đây, mình thấy khoảng 300 nghìn anh ạ. Chưa gì là thấy thốn rồi. Nhá, hiện tại mình vừa đến khách sạn thôi anh em ạ. Đây, đang ở khách sạn này. Tầm này hơi muộn anh em thông cảm nhé. Đây thì mai mình sẽ quay rõ hơn anh em, khách sạn này mà thuộc top ở Nha Trang đấy anh em nhé. Ok, từ tầm mai anh em không quay nhau, tầm này tắt hết đèn rồi, chẳng nhìn gì cả. Mai mình quay cho anh em rõ hơn nhé. Để đến phòng check in. Đây là một buổi sáng của mình tại khách sạn Nha Trang anh em ạ. Em thử biết rồi. Ngủ vậy chưa? Khách sạn mình ở cũng là khách sạn thuộc top ở trong Nha Trang anh em nhé. Khách sạn tên là Panorama anh em ạ. Khách sạn khá lớn, mới khoảng 40 tầng đến 60 tầng. Mình chẳng nhớ nữa, 40 tầng thế nào. Mình đang ở tầng 10 anh em ạ. Đây nhìn xuống là tầng 10. Đấy, còn mấy giờ cam mình muốn nhập trong vỡ mồm mất. Khóc mất luôn rồi. Thì như thường lệ ấy, thì mình sẽ phải đi kiếm thuốc lao anh em ạ. Lúc tầm này ở đâu có thuốc lao mình chán. Em muốn đi kiếm mình nhá, không mình. Thì anh em biết đấy, vào Sài Gòn các thứ nó tìm thuốc lao khó lắm anh em ạ. Ở đây người ta không hút điếu cày đấy. Thật ra là không miền Bắc ấy, người ta không hút điếu cày đâu. Nên là tìm rất là khó luôn. Mình rất là vất vả. Anh em nhìn đấy, dưới này là tầng 50 sao đấy. Đó, người ta hồi bơi đấy. Trên tầng thượng nhà mình nhá. Anh em nhìn thấy cái gì không? Còn có bể bơi như là ra ngoài trời ấy, anh em nhìn xuyên ra ngoài trời không? Đấy.
Em không biết mình em nhìn được không đó. À, tí nữa mình ra ngoài mình quay cho anh em. Đấy, nhìn xuyên ra ngoài luôn kìa. Đấy, ở kia biển anh em, biển Nha Trang này. Đây là đối với Nha Trang. Nha Trang có biển biển từ xanh và kiểu cát trắng anh em ạ. Đấy, bơi đây nhá. Ồ, bơi trên kia. Đấy, để mình quay cho anh em nhá. Mình quay rõ hơn để zoom này để mình quay qua zoom. Anh em bạn, anh em nhìn thấy không? Bơi này. Đấy. Ờ, có người đang bơi này. Chân này. Em phải bơi lộ thiên luôn á. Các bạn phải bơi gì mình cũng phải để ý nhá. Thì lên đây, thì anh em thử nhá. Ok nha. Ok anh em, trước khi tiếp tục video anh em cho cỏ xin dây cỏ chơi con game cái video sau anh em nhá. Thì đây là con game Ewin 68 anh em ạ. Anh em xem con game này có sự kiện đấy nhá. Đây tết đoan ngọ này. Đấy thì tích lũy này. Từ 23 giờ ngày 86 đến 23 giờ ngày 15/6 anh em quý tham gia nhá. Thời gian nhận thưởng từ 23 giờ ngày 15/6 đến 23 giờ ngày 16/6 anh em quý tham gia nhá. Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện khác là qua casino này, bóng đá này. Đấy, nhận thưởng anh em nhá. Fanpage này, nhận từ fanpage để nhận từ free anh sang game mới này. Chúng ta rất nhiều game mới luôn anh em ạ. Đại lý này, thưởng đại lý này. Đấy, HD Momo, nạp combo này. Còn hướng dẫn cái nào anh em ạ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Con game này rất là sự kiện không? Thì ngoài ra con game này giao diện rất là đẹp luôn, rất là đáng mắt để anh em chơi tham khảo nhé. Thì anh em có thể thấy đó, con game này thì nó gọi là rất nhiều game luôn. Đấy, từ sách bo 3 cây thì rất là nhiều game nhá. Thì em thì thường hướng dẫn anh em cách nạp tiền anh em. Anh em có nhìn thấy chỗ nạp tiền này không? Không phải là hình là ấn chỗ nạp tiền. Hiện ra một bảng này cho anh em nạp tiền nhá. Anh em có thể là siêu tốc này, thẻ cào này, mua bay này, cái lô bay này, Viettel bay này, Việt Banking này. Đấy, rất nhiều cái nạp các bạn nạp rất nhanh chóng anh em. 2 phút là có tiền nhá. Đấy thì ngoài ra đấy có sự kiện cây tiền này. Anh em có thể ấn vào đấy cây tiền và anh em có thể chặt dìu nha anh em. Đấy nhập này, ví dụ nhập này sẽ chặt. Đấy. Anh em đủ mức dìu là anh em đủ chỉ trong anh em mà cờ đủ chỉ trong nghìn anh em sẽ được thưởng 1 dìu rồi. 9 triệu anh em sẽ được 2 dìu rồi đấy. Chúc là anh em sẽ được mốc để nạp dìu anh em ạ. Thì anh nạp dìu thì anh sẽ có thưởng thôi. Ok. Thì ngoài ra mình sẽ hướng dẫn anh em cách một tiền ngoài nhá. Anh em cách đổi thưởng là thuốc đổi thưởng có 100 hình này. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái số tài khoản điện thoại mình vào và anh em đăng ký mình trên cái số điện thoại để anh em có thể lấy cái số điện thoại vào. Khi liên kết xong thì sẽ là một cái bảng này chỏi cho anh em gọi là liên kết tài khoản ngân hàng đấy. Anh em chỉ cần liên kết tài khoản ngân hàng vào và rút tiền rất là nhanh chóng anh em. 2 phút là có tiền luôn nha. Ok. Thì đấy, thì anh em mà tò mò tham khảo mình sẽ link ở dưới phần mô tả ghi một phần bình luận cho anh em tham khảo nhé. Còn giờ mình tiếp tục video nha. Ok anh em, thì giờ mình sẽ phải đi kiếm cà phê thuốc lao anh em nhé, rất khổ. Hỏi ông xôm rồi. Bác ơi, cho hỏi tí là gần đây có chỗ nào mà có quán nước mà nó có điều cầy hút không? Điều cầy hút hả? Lăng, lăng. Tôi mới có kìa. Đẹp đó, cả luôn. Để anh kia tới chở đi nè. Lăng, lăng. Xa không anh? Trong kia một người hay chở. Chở đi hút điếu cầy cái này. Hút điếu cầy á? À, mẹ hỏi dân thì không trả lời hỏi. Giờ đi hút điếu cầy luôn không? Đi đây, trời ơi. Bây giờ xe ôm đi hả? Xe ôm đi hút điếu cầy hả? Sang thật. Sang thật. Chào mừng nhá. Đấy, cháu nó không để ý. Nó tưởng chú taxi. Đấy, có việc khác này mà cũng thấy đâu. Sang chú. Cây gần rồi, cây à? Không thấy cây không? A few moments later. Đây, để cho mấy anh em. Cho anh em thấy cái căn ở nó như nào nhá, khủng khiếp cỡ nào nhá. Đây anh em. Và cái đây khách sạn ở to bố luôn anh em ạ. To phải 50 tầng đấy, 50 tầng đấy. Thì giờ mình sẽ vào đi ăn sáng nhá. Có cơm tấm không? Có cơm tấm không ạ? Có cơm tấm đây ạ. Rồi. Có loại đây có trứng rồi. Ok. Em cầm tấm sườn trứng nhá. Ok. Khách cơ. Thử cầm tấm sườn trứng ở đây xem như nào nha anh em. Đây sẽ là một cầm tấm ở đây khan này anh em. Đây là một cái sườn. Sườn của một cái trứng này. Đó, giá của nó là sẽ là 55.000 đấy anh em. Khá ổn ổn với khu du lịch. Và nhiều du lịch đắt đỏ như này anh em ạ. Chén nha anh em nhé. Anh em thấy không? Từ bỏ buffet thì vé của mình ấy, ở khách sạn này ấy, sẽ được một cái gọi là cái buffet ăn sáng ấy, khách sạn ấy. Đấy, mà mình bỏ buffet ăn sáng ở khách sạn thì mình đi ăn cơm tấm ấy, mà cái một cửa mất tiền cơm tấm. Được. Hào An. A few inches later. Đây là phòng khách sạn của mình em ạ. Em đi cái này là cho anh em thấy này. Rất là nhiều lắm luôn. Thank you.
View đẹp không? Tầng 1 rồi. Sẽ lên phòng đi. Phòng có mát quá. Mình bảo thấy xinh quá nhưng đúng rồi. Mình quay lại xứng vào gọi là và ngồi xuống chơi cháu hay là con thì lại không biết. Quay đến phòng này đi luôn này. Giờ thằng này mình sẽ ví dụ ở tầng 10 đúng không? Sẽ quay phát. Ở tức tầng 10 anh em ạ. Ví dụ ở tầng 14 đây, mình quay phát này. Sẽ không cho lên 14 năm hoặc là từ 9 đến 6 không giới tính. Còn nó có ấn cả 6 này. Lửa rồi. Hôm qua ra đêm qua ấn thì không được. Đây là được. Làm sao? Lên đây nhá. Mở cửa này. 6. Mình sẽ lên phòng này. Quá. Thề. Bên ngày ra trang là nắng thôi, nắng Mỹ ra là vẫn có gió ấy mà. Không biết là Hà Nội giờ như nào. Ok, tầng nào, bóng nào. Rồi, bình thường sẽ nhà ai mà. Nó sẽ có hướng dẫn chữ A. Hôm nay mình có dịp mình sẽ để tí mình xem xét lắm. Mình sẽ đi lên bể bơi xem như nào, xem có đẹp như gương không. Người nào không mình chưa bơi bể bơi đấy bao giờ cả. Ngày mai thì mình sẽ đi gọi là đi đảo anh em nhé, đi tour đảo, đi ba đảo này, bạn san hô em, đi cả đợt đi Phú Quốc ấy, thích lắm, tôi là người thích lắm. Ok, mình vào phòng nhé, đây phòng này, thì mình sẽ quay phòng anh em nhé. Ok nhá, anh nhìn bơi đông người bơi không? Đấy thì giờ mình sẽ lên trên tầng thượng để bơi nha anh em nhé. Mình không bơi ở bể đấy nha anh em. Ok, giờ chúng muốn đi tầng thượng thì phải xuống tầng 1 thôi, người ta sẽ bấm cho mình đi lên trên tầng thượng anh em. Nó rất là lòng vòng. Nhưng mà một vé bơi đó là 180.000 một người lớn anh em nhé. Hơi chát, xem với một vé là 180.000 thì lên đấy sẽ có những cái gì nha anh em nhé. Ok, và một vé là 180.000 để bơi khách sạn 5 sao sẽ có những gì anh em nhá. Anh em ơi, giờ mình đang ở trên tầng 40 anh em ạ. Anh cũng phải là vé cho mình. Đi. Đây không phải chuyện bay tường chưa? Anh em đấy chất không? 180.000 em đấy được không? Anh em nhìn cái bể này rất đẹp luôn đúng không? Đó, nhìn xuống dưới đây. Đây, nhìn dưới anh em nhìn ra không? Nhìn mình đâu nữa đâu không? Đứng giữa hai tòa nhà luôn. Đây. Đứng giữa hai tòa nhà luôn này, anh em nhìn thấy mình nhìn chân mình không?